Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình trước đó đã ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh. Theo đó, từ 12 giờ ngày 19 tháng 7, các hoạt động không thiết yếu gồm các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng phải tạm thời đóng cửa, không đón khách hay hoạt động tín ngưỡng. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 7, tại khu vực đền mẫu thuộc tổ 6 phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, vẫn mở cửa cho một nhóm người đến sân đền tổ chức dựng rạp chở hàng mã gồm ngựa, thuyền, cỡ lớn, bay biển sắp lễ linh đình chuẩn bị cho canh hầu. Theo người dân địa phương, bắt đầu từ chiều tối ngày 17 tháng 7, việc cúng lễ đã diễn ra và tiếp tục thực hiện trong ngày 18 tháng 7. Trao đổi với tuổi trẻ online, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong xác nhận đã nắm được thông tin và cử cán bộ xuống yêu cầu dừng tất cả việc cúng lễ lại do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, ông Lại Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin phóng viên cung cấp đã lập tức trao đổi với thành phố nội dung phản ánh để cho kiểm tra ngay. Được biết đây là kênh hầu của một người phụ nữ ở Thái Bình và người này liên tục đăng thông tin cũng như phát trực tiếp công tác chuẩn bị cho khóa lễ tại đền Mẫu.